Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Bạn chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình và bạn không nên phụ thuộc vào người khác hoặc mong đợi họ làm cho bạn hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng có khả năng tự làm cho mình hạnh phúc. Nếu có thể, bạn nên giúp họ một tay. Cuối cùng, với tư cách là người cho, bạn được hưởng lợi nhiều hơn từ hành động tử tế của mình. Làm thế nào để làm cho một người nào đó trở nên tươi sáng phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với họ và lý do khiến họ buồn. Người đó có thể là người yêu, bạn bè, anh chị em, cha mẹ của bạn hoặc chỉ là một người lạ. Lý do cho sự bất hạnh của họ có thể là rất lớn và đa dạng, như là lạm dụng, căng thẳng, sức khỏe kém, mất việc hoặc cái chết của một người thân yêu. Khi bạn thấy ai đó cảm thấy chán nản và muốn giúp họ vượt qua cảm giác đó, bạn có thể làm rất nhiều điều. Video này đưa ra một số gợi ý hữu ích cho bạn. Liệu có thể làm giảm bớt nỗi buồn và làm cho một ai đó hạnh phúc hay không? Khi bạn đang vật lộn với các vấn đề về tinh thần của mình và khó duy trì một quan điểm vui vẻ nhất quán, bạn nên đặt câu hỏi về khả năng giúp đỡ người khác của mình. Hơn nữa, niềm vui của bạn đến từ bên trong và các lực lượng bên ngoài không thể làm gì được. Thông thường, tất cả những gì cần ở bạn là lòng tốt, lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Nếu đây là một phần của hành vi tự nhiên của bạn, bạn không cần phải làm gì thêm. Thái độ tích cực của bạn có thể truyền cảm hứng với những người xung quanh mà không cần chủ động làm bất cứ điều gì. Giúp đỡ người khác thực sự sẽ mang lại cho bạn niềm vui và sự hài lòng. Tuy nhiên, nếu bạn đang làm điều này vì những lý do ích kỷ, hiệu quả của hành động sẽ bị tổn hại. Chính sự chân thật của bạn tạo nên sự khác biệt. Khi bạn thực sự quan tâm đến ai đó, bạn sẽ tan nát trái tim khi thấy họ buồn. Bạn sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp họ thoát khỏi tình trạng thấp thỏm và khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi cho họ thấy rằng bạn quan tâm hoặc một cử chỉ thể chất như là ôm. Tất cả phụ thuộc vào mức độ bạn đã sẵn sàng để làm cho một người khác hạnh phúc. Nhiều người trong chúng ta thậm chí có thể sẵn sàng nỗ lực để cổ vũ những người lạ mà chúng ta tình cờ gặp. Chẳng hạn như người phục vụ, tài xế taxi, một người mua hàng hoặc một cư dân trong khu chung cư của chúng ta. Bạn có thể đã gặp họ một vài lần trước đây hoặc gặp họ lần đầu tiên. Có khả năng bạn sẽ không gặp lại họ nữa. Thay vì nghĩ rằng tại sao phải bận tâm, đó là vấn đề của họ, hãy để họ giải quyết theo cách của họ. Việc bạn muốn làm người khác vui lên là điều tốt đẹp. Đúng là khi bạn làm ai đó hạnh phúc, bạn sẽ nhận lại được điều đó gấp nhiều lần. Tuy nhiên, làm điều đó vì những lý do ích kỷ có thể khiến bạn trở nên trống rỗng và có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn. Sự chân thành, chân thật và sẵn sàng nỗ lực của bạn là những yếu tố để thành công trong nỗ lực này. Mặc dù cách tiếp cận có thể khác nhau đối với những người khác nhau, một số bước là chung cho tất cả mọi người. Đầu tiên, hỏi họ xem họ có muốn giúp đỡ không. Yêu cầu sự giúp đỡ là cần thiết nếu bạn lên kế hoạch cho một cách tiếp cận cá nhân. Đừng ngạc nhiên rằng nhiều người có thể không hoan nghênh sự giúp đỡ của bạn. Một số thậm chí có thể hiểu sai cử chỉ của bạn. Bạn không thể trách họ khi nghĩ rằng bạn muốn giúp họ vì bạn cảm thấy không thoải mái với tâm trạng u uất và thái độ thất vọng của họ. Và bạn đang thuyết phục họ thay đổi quan điểm về tinh thần để khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Và có thể có sự thật trong giả định này. Đó có phải là ý định của bạn trong khi đề nghị giúp đỡ hay không? Nếu bạn đang cố gắng làm sáng mắt ai đó vì những mục tiêu ích kỷ của mình, hoặc nếu người kia không muốn bạn giúp đỡ, thì nỗ lực của bạn sẽ ít có khả năng thành công. Có lẽ bạn nên tránh xa và tập trung vào công việc của mình. Điều thứ hai, hãy tử tế và giàu lòng trắc ẩn. Lòng tốt, lòng trắc ẩn và sự đồng cảm là một phần không thể thiếu trong tính cách
và hành vi của bạn. Những đặc điểm này không phải là thứ bạn mang lại trong một thời gian ngắn, ngay cả khi nó là để giúp đỡ người khác. Khi bạn buồn, người đầu tiên bạn nghĩ đến để chia sẻ nỗi buồn của mình là người đã giúp đỡ bạn trước đó. Đối với một người đang cảm thấy buồn, được lắng nghe là điều cần thiết nhất. Chỉ cần ở đó, kiên nhẫn lắng nghe, đưa ra gợi ý cởi mở với điều đó và cổ vũ, bạn có thể làm rất nhiều điều để giúp cuộc sống của người khác dễ dàng hơn. Và bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi được giúp đỡ và làm được điều gì đó. Lòng tốt và lòng trắc ẩn có thể có tác động rất lớn đến người khác, và nó tạo ra một chu kỳ hạnh phúc và vị tha. Điều thứ ba, thể hiện tình bạn thân thiết. Tình bạn thân thiết có nghĩa là sự tin tưởng lẫn nhau. Đó là xây dựng các mối quan hệ, kết nối và giao tiếp với những người khác. Để những lúc cần thiết, họ sẽ cảm thấy thoải mái khi tiếp cận bạn, để xin lời khuyên hoặc chỉ để trút bầu tâm sự. Một trong những phương pháp tốt nhất để đến gần hơn với người khác là yêu cầu sự giúp đỡ khi bạn cần. Họ cảm thấy thoải mái hơn khi yêu cầu bạn giúp đỡ khi họ cần. Phát triển tình bạn thân thiết và xây dựng mối quan hệ là những chiến lược lâu dài. Điều thứ tư, khuyến khích họ nói chuyện. Khi ai đó đang buồn, đang tiếp cận bạn để giải quyết vấn đề của họ, thay vì đưa ra lời khuyên về cách giải quyết, bạn nên khuyến khích họ lên tiếng, bởi vì họ có thể không tiết lộ mọi thứ khi bắt đầu. Khi họ nói chuyện nhiều hơn, bạn sẽ hiểu rõ hơn về những vấn đề đang khiến họ đau đầu. Nói về vấn đề của bạn với một người đáng tin cậy có tác dụng điều trị, ngay cả khi bạn không thể làm gì để giải quyết chúng. Tất cả những gì cần ở bạn là kỹ năng lắng nghe tốt và sự đồng cảm. Mặc dù đây là những bước bạn có thể thực hiện để làm cho một người nào đó trở nên tươi sáng hơn, kể cả những người xa lạ, nhưng có nhiều cách cụ thể hơn về mối quan hệ để giúp ai đó thoát khỏi sự tiêu cực của họ và khiến họ vui vẻ. Cách bạn áp dụng cho cha mẹ không giống như những gì bạn sẽ làm cho bạn bè của mình. Nó vẫn sẽ khác với người lạ và người quen bình thường. Sau đây là một số ý tưởng để giúp ai đó vượt qua nỗi buồn và hạnh phúc. Làm thế nào để làm cho bạn bè của bạn hạnh phúc? Điều đầu tiên là hỗ trợ tinh thần. Trân trọng và quý trọng họ. Bày tỏ tình yêu, sự đánh giá cao và sự quan tâm của bạn đối với họ một cách rõ ràng. Cho họ thấy bằng những hành động và lời nói rằng bạn rất quan tâm đến họ, cũng như hạnh phúc và sự an lành của họ. Thông thường, đây là một cử chỉ mà bạn quên trong cuộc sống hàng ngày vội vã. Bạn cứ cho rằng họ biết bạn yêu và quan tâm nhiều như thế nào. Sự thật không phải ai cũng có thể nhận biết được, và thường bỏ lỡ việc đọc những cử chỉ yêu thương khó hiểu hoặc ẩn ý của bạn. Để tránh gặp phải những thông tin sai trái, bạn phải bày tỏ tình yêu của mình một cách cởi mở và trực tiếp nhất có thể. Ở bên bạn bè, cho dù để chia sẻ nỗi buồn, hạnh phúc hay thất vọng của họ, là một khía cạnh chính của tình bạn. Làm bạn không chỉ tán thành hay đồng ý việc mà họ làm hoặc đi theo yêu cầu và mong muốn của họ. Đôi khi bạn tin rằng bạn của bạn đang đi sai đường hoặc đang tự hủy hoại bản thân. Bạn nên chủ động bước vào và ngăn chặn những diễn biến không đáng có. Đưa ra ý kiến và đề xuất trung thực của bạn cũng là một phần của việc trở thành một người bạn tốt. Vì vậy, đừng kiềm chế khi nghĩ rằng điều đó sẽ xúc phạm họ. Điều thứ hai, lắng nghe họ. Phần quan trọng nhất để trở thành một người bạn tốt là khả năng của bạn để trở thành một người biết lắng nghe. Đối với hầu hết chúng ta, điều này không tự nhiên mà có. Lắng nghe người khác nói chuyện mà không ngắt lời họ, hoặc phán xét họ, hoặc đưa ra lời khuyên là một kỹ năng hữu ích mà bạn cần rèn luyện và hoàn thiện theo thời gian. Nếu bạn có kỹ năng đó, nó có thể hữu ích trong những tình huống như vậy. Thường thì, mọi người buồn và tức giận bởi vì họ cảm thấy không có ai lắng nghe họ hoặc không ai quan tâm đến việc lắng nghe họ. Khi bạn sẵn sàng cho phép họ nói chuyện mà không bị gián đoạn, bạn đang thừa nhận vấn đề của họ và coi đó là điều quan trọng. Có thể đó là tất cả những gì bạn của bạn muốn. Một người sẽ dành cho họ sự quan tâm và đối xử với họ bằng sự tôn trọng mà họ xứng đáng được nhận.
chỉ đưa ra lời khuyên nếu bạn được yêu cầu như vậy, hoặc nếu không, bạn có thể sẽ làm hỏng toàn bộ nỗ lực của mình. Và có một số hướng dẫn cơ bản để trở thành một người biết lắng nghe. Duy trì giao tiếp bằng mắt với bạn của bạn trong suốt cuộc nói chuyện. Tốt nhất là ngồi đối mặt. Toàn bộ sự chú ý của bạn phải được đầu tư vào hoạt động này. Giữ điện thoại của bạn ở xa hoặc ở chế độ im lặng, vì nó sẽ tạo ra sự phân tâm. Điều thứ ba, bạn có thể lên kế hoạch cho các hoạt động vui chơi nếu bạn bè của bạn thấy họ hợp ý và sẵn sàng tham gia. Khi lựa chọn các hoạt động, bạn nên nhớ rằng bạn làm điều đó để cổ vũ bạn bè, chứ không phải là một chuyến đi chơi vui vẻ cho chính bạn. Chọn chúng dựa trên sở thích và không thích của họ, chứ không phải những gì bạn cho là chúng nên làm. Tất cả những ý định tốt của bạn sẽ trở nên lãng phí nếu bạn lên kế hoạch cho một điều gì đó mà bạn của bạn không thích. Những hoạt động như vậy có thể đưa họ ra khỏi mức rung động thấp hiện tại và đưa họ trở lại với bản thân hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng điều này có thể phản tác dụng với một số bạn bè không thích hoạt động đó hoặc những người chưa sẵn sàng cho nó. Hơn hết là bạn nên nhận được sự chấp thuận của họ trước và không tạo bất ngờ cho họ. Ngay cả khi bạn của bạn không muốn tiếp tục các hoạt động mà bạn đã lên kế hoạch, điều đó có thể giúp họ nhận ra rằng bạn sẵn sàng vì lợi ích của họ và dành thời gian cho họ, chỉ để mang lại nụ cười trên khuôn mặt của họ và khiến họ vui mừng. Khi bạn của bạn quá buồn để tham gia vào các hoạt động vui vẻ, hãy mở rộng bờ vai cho họ để khóc. Đừng gây áp lực cho họ hoặc bản thân khi tâm trạng hoặc thời gian không phù hợp. Điều thứ tư, khi mọi người buồn, họ miễn cưỡng làm việc nhà. Họ có thể đang trì hoãn nhiều hoạt động cần thiết cũng như không cần thiết vì họ không cảm thấy thích thú. Bạn có thể đề nghị làm một số việc để giúp cho họ. Nếu bạn có thời gian và sở thích, bạn có thể sắp xếp việc này thường xuyên. Nó cho phép bạn dành thời gian với bạn bè của mình và hiểu họ hơn. Hầu hết mọi người đều miễn cưỡng yêu cầu sự giúp đỡ, ngay cả khi họ cần. Một số do dự khi chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của bạn. Bạn có thể thu hút họ bằng cách yêu cầu họ giúp bạn một số nhiệm vụ đơn giản. Khi họ đã làm tốt cho bạn một lượt, họ sẽ bớt miễn cưỡng chấp nhận sự giúp đỡ của bạn. Khi đề nghị giúp đỡ, hãy đảm bảo rằng đó là thứ họ cần. Dành một chút thời gian với bạn của bạn và quan sát họ sẽ hữu ích. Điều thứ năm, thường xuyên đến thăm, gọi điện cho họ. Hãy gọi cho họ hoặc nhắn tin cho họ thường xuyên. Đảm bảo rằng các chuyến thăm hoặc cuộc gọi của bạn đều được chào đón và rằng bạn không làm gián đoạn hoặc làm phiền các hoạt động của họ. Trong trường hợp họ có vẻ phản đối ý tưởng này, hãy hỏi họ khi nào là thời điểm thích hợp để gọi điện hoặc đến thăm. Bạn thậm chí có thể đề cập rằng bạn đang cô đơn và muốn nói chuyện với họ. Đây là một chiến lược dài hạn nhằm phát triển mối quan hệ bền chặt hơn giữa hai bạn. Hãy xem nó như một khoản đầu tư có thể giúp ích cho cả hai trong tương lai. Điều thứ sáu, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ chúc họ vào những ngày sinh nhật của họ hoặc bất kỳ ngày quan trọng nào khác. Bạn của bạn có thể buồn vì dường như không ai nhớ đến những ngày đặc biệt của họ. Bạn có thể tặng họ những món quà ý nghĩa. Hãy chắc chắn rằng những món quà không quá đắt tiền để khiến họ cảm thấy bó buộc và không thoải mái. Và đừng chọn những thứ ngẫu nhiên để làm quà tặng chỉ vì bạn thích chúng. Bạn cần phải nỗ lực tìm kiếm món quà phù hợp cho người bạn của mình, thứ mà họ rất muốn nhận được. Khi ai đó buồn, họ gieo rắc sự tiêu cực của mình ra xung quanh, khiến nhiều người buồn hơn, bắt đầu một chuỗi lặp đi lặp lại. Khi bạn cố gắng làm cho một người hạnh phúc, bạn đang phá vỡ một trong những chuỗi tiêu cực đó. Điều đó có nghĩa là sẽ có ít người buồn hơn trên thế giới. Bạn thậm chí có thể bắt đầu một chuỗi nhân đức, lan truyền sự tích cực xa và rộng. Làm cho người khác hạnh phúc là con đường tắt để làm cho chúng ta hạnh phúc. Nó là một lợi ích kép, đôi bên cùng có lợi. Mỉm cười, ôm, an ủi, giúp đỡ, mang lại sự thoải mái và niềm vui cho những người xung quanh bạn để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích.
Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.